Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã công bố các dự án song phương với Hy Lạp, bao gồm xây dựng đường cáp điện giữa cả hai nước nhằm cung cấp cho châu Âu năng lượng tái tạo giá rẻ hơn. Tuyên bố được Thái tử Mohammed đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ở thủ đô Athens hôm 26 tháng 7. Đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của Thái tử Ả Rập Saudi kể từ sau cái chết gây nhiều tranh cãi của nhà báo Jamal Khashoggi hồi tháng 10 năm 2018. Tôi tin rằng Ả Rập Saudi và Hy Lạp đang có cơ hội lịch sử. Chúng ta sẽ sớm kết nối mạng lưới điện để có thể cung cấp cho Hy Lạp và Tây Nam châu Âu năng lượng tái tạo giá rẻ hơn nhiều, Thái tử Mohammed nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết các thỏa thuận khác về vận tải hàng hải, năng lượng và công nghệ quốc phòng sẽ được Athens và Riyadh ký kết vào hôm nay 27 tháng 7. Chuyến đi của Thái tử Mohammed đến châu Âu diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden nhân chuyến thăm Ả Rập Saudi của người đứng đầu nước Mỹ. Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis là một trong số các nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Riyadh kể từ sau vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã đến thăm Riyadh vào năm ngoái để gặp gỡ Thái tử Mohammed. Gần đây, Thái tử Mohammed và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có cuộc điện đàm nhấn mạnh tầm quan trọng việc hợp tác hơn nữa trong nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC cộng. Thủ tướng Mitsotakis ca ngợi chuyến thăm của Thái tử Mohammed tới Hy Lạp và nhấn mạnh đây là cơ hội để thảo luận sâu hơn về hợp tác giữa đôi bên, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Dự kiến sau Hy Lạp, Thái tử Mohammed, người quyền lực nhất Ả Rập Saudi trên thực tế, sẽ lên đường tiếp tục có chuyến công du tới Pháp.